Cảm ơn các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Trâm và cô được phụ trách để giảng dạy bộ môn vật lý lớp 7. Mở đầu cho chương 3 điện học, chúng ta sẽ tìm hiểu về bài số 17, sự nhiễm điện do cọ xát. Đối với bài này, chúng ta có 3 phần chính. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu một vật nhiễm điện khi nào. Phần thứ hai, khi vật nhiễm điện thì nó sẽ có đặc điểm gì. Phần thứ ba, chúng ta sẽ dùng những kiến thức đã được học để giải thích các hiện tượng tự nhiên mà chúng ta được thấy trong cuộc sống hàng ngày. Có một thí nghiệm rất quan trọng ở đây, cô xin được giới thiệu những vật dụng chúng ta cần có trong thí nghiệm ngày hôm nay. Thứ nhất là bút thử điện. Mục đích của bút thử điện là khi có dòng điện đi qua, đèn trong bút thử điện sẽ sáng lên. Vật thứ hai chúng ta cần có là một tấm phim bằng nhựa. Vật thứ ba là một miếng tôn. Miếng tôn này làm bằng thép và nó có khả năng dẫn điện. Và một miếng vải khô. Chúng ta làm các bước như sau. Đầu tiên chúng ta lấy mảnh phim nhựa cọ sát vào trong tấm vải khô. Sau khi cọ sát, chúng ta đặt tấm tôn phẳng lên trên mảnh phim nhựa và rồi chúng ta dùng bút thử điện để đặt trên tấm tôn phẳng. Sau đó chúng ta sẽ để bút thử điện lên trên tấm tôn và chúng ta thấy đèn của bút thử điện lóe sáng, chứng tỏ đã có dòng điện đi qua bút thử điện. Qua thí nghiệm này, chúng ta có thể rút ra được một kết luận có thể làm vật bị nhiễm điện do cọ sát. Đến với phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm của vật nhiễm điện. Chúng ta có một thí nghiệm như sau. Các em chuẩn bị cho cô một thước nhựa thẳng và một mảnh vải khô. Chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Đưa cọ sát thước nhựa vào khăn khô. Sau khi cọ sát thước nhựa vào khăn khô, chúng ta sẽ đưa thước nhựa lại gần các mảnh giấy vụn và chúng ta thấy được hiện tượng rằng các mảnh giấy vụn bị thước nhựa hút lấy. Qua thí nghiệm này, chúng ta sẽ rút ra được một kết luận. Vật nhiễm điện có khả năng hút được các vật khác. Chúng ta đi vào phần cuối cùng của bài ngày hôm nay, chính là vận dụng. Cô lưu ý các em trong phần vận dụng này, để giải thích các vận dụng, chúng ta sẽ dùng những kiến thức đã được học để giải thích. Cô sẽ cho một ví dụ để làm vận dụng này. Chúng ta đi vào vận dụng thứ nhất. Tại sao những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt là những ngày hanh khô, khi chải đầu bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra? Các em thấy khi chúng ta chải đầu thì lược nhựa và tóc cọ sát lẫn nhau, do đó cả hai vật này đều bị nhiễm điện và khi bị nhiễm điện nó sẽ hút tóc và kéo thẳng ra. Các em lưu ý trong phần giải thích vận dụng phải làm sao chúng ta giải thích được vật nào bị nhiễm điện và sau khi nhiễm điện nó sẽ hút được vật khác. Chúng ta đi tiếp một vận dụng nữa. Tại sao cánh quạt điện thổi gió mạnh sau một thời gian lại có bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí? Các em có thể thấy hình ảnh ở đây. Cánh quạt điện có bụi bám rất nhiều, đặc biệt là ở mép cánh quạt. Bụi bám nhiều hơn là ở trong lòng cánh quạt. Như vậy, vật nào là vật đã cọ sát lẫn nhau và vật nào bị nhiễm điện? Khi cánh quạt quay, cánh quạt và không khí cọ sát với nhau và chúng bị nhiễm điện. Do đó, cánh quạt có thể hút được những hạt bụi có ở trong không khí mà gần nó. Và đặc biệt là ở gần đầu cánh quạt, khi mà nó cọ sát rất mạnh với không khí thì nó sẽ nhiễm điện mạnh nhất. Lúc này bụi bám ở đầu mép cánh quạt là nhiều nhất. Vận dụng thứ ba chúng ta sẽ giải thích vào những ngày thời tiết hanh khô, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ, màn hình tivi bằng khăn bông khô, tại sao chúng vẫn còn bám các bụi vải? Có phải là chúng ta lau chưa sạch không? Hay là còn một lý do nào khác? Các em hãy vận dụng để mà giải thích bằng nội dung bài học ngày hôm nay. Chắc chắn các em cũng đã tìm ra câu trả lời đúng không nè? Đó chính là khi lau chùi khăn bông khô và màn hình tivi, chúng sẽ cọ sát lẫn nhau và sau khi cọ sát chúng sẽ nhiễm điện. Và khi một vật nhiễm điện thì có khả năng hút được các vật khác, bằng chứng là các bụi vải ở gần chúng vẫn còn bị bám trên màn hình tivi. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Hẹn gặp các em ở bài học lần sau. Chúc các em luôn học tốt.